giả bên kia ta mình giật bắt lại. Thôi tha lên khỏi đây. Đây. Đây là Tô Hảo nếu tỉnh bực thử là em Tô Cương. Còn đây là sản phẩm của Tô Dung. Đó. Cả nhà đang tập trung gỡ cá. Bà đây chị quay đi chứ không được đăng đấy à. Đăng là vì tập trung đông người. Trời ơi. Đây là vào mùng 8 tháng 8 á. Không, tỉnh dương lịch chứ, nên là tỉnh dương lịch. Xả rất tươi ạ. Mọi người theo dõi rồi. Thái Hương Thanh là coi là đập nhá. Tô Hảo á. Cô bộ Hà Nội là coi như thức ăn đập. Rồi, tạm tới rồi đấy. Bình yên. 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 Bình yên.